Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, định kỳ hàng tháng sau giờ sám hối thì có thời pháp gửi đến quý Phật tử. Bài pháp tối hôm nay thầy chia sẻ đến đại chúng, thầy dẫn một cái bài kinh ngài Xá Lợi Phất dạy cho mình cái cách khi mà mình đối diện trước cái cơn giận, để mình có cái cách để mà mình vượt qua, để mình chuyển hóa cái cơn giận. Trong cái bài kinh này thì bằng trí tuệ của ngài, ngài dạy cho mình năm cách. Ai trong chúng ta cũng còn giận hết, giận ít, giận nhiều, giận mau quên hay giận lâu quên. Và bây giờ thì mình nghe cái bài kinh này á, mình học cái phương pháp, mình học cái cách để mà mỗi khi mình giận hờn, mình buồn bực, mình có cái cách để mình chuyển. Bài pháp tối hôm nay thầy gửi đến đại chúng với chủ đề là ngài Xá Lợi Phất dạy 5 cách để đoạn sân giận. Nhớ rõ là 5 cách nha, 5 cách. Thì trong 5 cách này tùy duyên, tùy cái đối tượng mà mình chọn cách nào cho nó thích hợp, 5 cách. Trước nhất thì thầy nói một chút về ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ nha, nha, nha. Bên cạnh Đức Phật Thích Ca của mình, hai vị bên cánh tay trái, cánh tay phải của ngài, thì vị bên cánh tay phải của ngài chính là ngài Xá Lợi Phất, đệ nhất trí tuệ. Và vị bên cánh tay trái của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên, đệ nhất thần thông. Đó. Quý vị mà có ra ngoài vườn thiền đó, quý vị thấy Đức Phật ngồi ở giữa, bên cánh tay phải là ngài Xá Lợi Phất, bên cánh tay trái là ngài Mục Kiền Liên. Thấy da của ngài Mục Kiền Liên xanh xanh đúng không? Dạ. Nhiều người hỏi ủa sao thầy làm da của ngài màu xanh vậy? Dạ. Tại vì ngài thần thông đệ nhất, da ngài màu hoa sen xanh, cho nên làm cái màu hoa sen xanh như vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất các quý vị, với trí tuệ của ngài á, ngài có thể đếm được từng hạt mưa trong suốt một kiếp trái đất, khủng khiếp như vậy. Tức là từng hạt mưa rơi xuống mà ngài có thể đếm được từng hạt mưa như vậy. Nếu mà trong cuộc đời này, trong tam giới này không có tính Đức Phật á, thì ngài Xá Lợi Phất là số 1. Đó. Còn nếu tính Đức Phật thì ngài Xá Lợi Phất là số 2. Cho nên hôm nay mình nghe cái bài này để mình coi trí tuệ của ngài. Ngài dạy cho mình, ngài trí tuệ đệ nhất, nhưng mà quý vị biết không, cuộc sống của ngài, ngài mình gọi tới đời là dễ thương lắm. Ngài là đệ nhất biết ơn nữa đó. Người mà đưa ngài vào đạo đắc được sơ quả không phải là Đức Phật mà là thầy Asa-di. Khi mà thầy đắc được sơ quả rồi á, rồi sau đó ngài đắc được quả A-la-hán nơi Đức Phật á, thì mỗi ngày á quý vị, trong tinh xá, ngài Xá Lợi Phất lạy Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong thì ngài mới hướng về thầy Asa-di ngài đảnh lễ, như là một sự biết ơn. Dù lúc này ngài là vị cánh tay phải của Đức Phật. Và có những lúc thầy Asa-di không có ở trong tinh xá đó, ví dụ thầy Asa-di ở hướng đông thì ngài hướng về cái hướng đông để lễ ngài Asa-di, lòng biết ơn của ngài như vậy. Có một lần khác, có một cái vị già rồi, ông hơn 80 tuổi, ông xin xuất gia. Quý thầy thấy ông lớn tuổi với lại cũng cản sợ cái việc xuất gia đó, cũng không phải là dễ tu tập đó, cho nên chưa có cho ông xuất gia. Thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài mới quán nhân duyên, ngài biết ông này có duyên. Và trong đời này á, có một lần ngài Xá Lợi Phất á, đi khất thực. Và cái ông cụ này nè, ông có cúng cho ngài Xá Lợi Phất một vá cơm, một vá thôi quý vị. Và ngài nhớ cái ơn đó, cái duyên đó, ngài sau đó xuất gia cho cái vị này. Và sau này cũng trở thành một cái vị thánh, ngài là đệ nhất biết ơn á. Dạ, tuyệt vời lắm. Thì ngài dạy cho mình ở đây bằng cái kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm nó giống như ngoài đời như là cái mẹo vậy đó. Khi mà đụng chuyện để mình giúp mình qua cái cơn giận, thầy sẽ tóm tắt ý chính. Bây giờ quý vị ráng học năm cách này. Cách thứ nhất á, là cái người mà đối diện với mình á, là thân của họ không có thanh tịnh, không có dễ thương. Tức là cái thân của họ làm những cái điều không có dễ thương, làm những cái điều xấu, làm những điều bất thiện, nhưng mà cái khẩu của họ dễ thương. Đó. Thân họ hành động không có dễ thương, nhưng mà cái miệng của họ, họ còn nói lời dễ thương. Thì ngài dạy mình là đừng có để ý cái thân của họ,
mà để ý cái khẩu của họ. À, nghe vậy vậy đó. Để ý cái khẩu, đừng để ý cái thân. Thì để ý cái khẩu, cái dễ thương của họ, để mà làm chi? Mà thương được họ. Thay vì mình thấy cái người đó, trời ơi tại sao anh làm như vậy như vậy, tâm mình nổi tâm sân. Mà khi nổi tâm sân ai khổ? Nha. Nói thầy, thầy nói nghe thầy nghe thử coi, khi mình nổi sân giận lên ai khổ? Mình khổ. Mình khổ nhưng mà trong lòng mình muốn người ta chết. Muốn người ta chết nhưng mà mình khổ. Cái này khoa học chứng minh đó. Cái này mấy hôm nay thầy cũng đang giảng trong lớp giáo lý bài sân giận á, thầy hay lấy cái ví dụ này nè. Khi mình giận á là giống như mình uống thuốc độc. Mà khoa học chứng minh là khi mình giận là cơ thể của mình tiết ra độc tố. Đó. Và khi tiết ra độc tố có phải mình đang uống thuốc độc không? Mình đang uống thuốc độc. Đó, bây giờ giả dụ thầy giận nhà chị ha, có thể uống thuốc độc. Mình thì uống thuốc độc nhưng mà mình mong cho người đó chết. Đó. Đây có phải là tình trạng của mình không? Có phải lâu nay như vậy không? Đó, thương cho mình chưa? Mình giận người ta rồi mình uống thuốc độc. Mình uống xong thuốc độc cái xong mình chưa được giận gì đó, chưa có vừa đâu giận nữa, uống nữa. Uống nữa. Mong cho người ta chết. Đó, mình dạy đó. Có phải lâu nay như vậy không? Không có dạy nữa nha. À, nghe bài pháp này thương mình, không có giận. Giận là khổ lắm. Mà lỡ có giận thì phải tìm cách để thoát ra cái vùng giận cho nó nhanh. Thì cách đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất dạy cho mình đó là nếu mà cái thân người đó không có dễ thương nhưng mà cái miệng họ, họ nói lời dễ thương thì hãy để ý đến cái lời nói dễ thương của họ đó. Đừng có để ý đến cái thân không dễ thương để mà vượt qua. Đó là thứ nhất. Thứ hai là bây giờ lời nói của họ không có dễ thương. Họ nói ra toàn dao găm lựu đạn không à, bom nổ, mảnh chai không à, kiếm gai không à. Nói chung là nói không có dễ thương, nói như là dao, lời nói không có là dao nhưng mà cắt lòng đau nhói. Lời nói không có là khói nhưng mà nghe mắt cay cay. Lời nói không có là mây nhưng mà đưa ta xa mãi. Thì họ nói không có dễ thương nhưng mà cái thân của họ là dễ thương. Nó ngược lại cái hồi nãy, đúng không? Lời nói không có dễ thương nhưng mà cái thân họ, họ làm nhiều điều dễ thương lắm. Nhưng mà nói chuyện á toàn là lời không dễ thương không à. Thì Ngài là Xá Lợi Phất nói vậy nè, đừng có để ý, đừng có để ý đến cái đó, đừng có để ý đến cái khẩu của họ, để ý đến cái thân của họ đó, để mà thương họ, cũng là giúp mình vượt qua cái cơn giận. Đó, là mấy cách rồi, hai rồi đúng không? Một là thân không dễ thương, lời nói dễ thương. Hai là thân dễ thương, lời nói không dễ thương. Cách thứ ba nè, cách thứ ba là Ngài nói là nếu người đó thân không dễ thương mà lời nói cũng không dễ thương luôn thì hãy nghĩ đến cái tâm của họ cũng có lúc nghĩ điều dễ thương. Mình tìm cái để mình thương mà. Cái tâm của họ còn có lúc dễ thương. Ông này trời, ông nói ăn nói gì đâu quá trời, nghe là không nổi đâu. Hành động của ông thấy là nản rồi, là mệt lắm, là muốn né ông ra rồi. Nhìn ông là muốn giận, muốn buồn, muốn bực, muốn xa ông ra, nhiều khi muốn chửi ông. Nhưng mà sực nhớ Ngài Xá Lợi Phất dạy, nếu tâm ổng còn dễ thương, ổng còn nghĩ những điều dễ thương, nghĩ đó, nghĩ đến cái đó, nghĩ đến cái tâm dễ thương đó. Đừng có nghĩ đến hai cái kia để vượt qua cái cơn giận. Đó, ba cách rồi đúng không? Cái hạng người thứ tư, quý vị gặp cái người này thân không dễ thương, khẩu không dễ thương, mà ý cũng không dễ thương luôn. Làm sao đây? Giờ làm sao? Giờ làm sao đây? Vậy thì Ngài dạy sao đây? Quý vị nghe Ngài dạy nè. Ngài nói là một người mà thân không dễ thương, khẩu không dễ thương, ý không dễ thương, toàn là điều bất thiện không. Ngài nói cái người này giống như lâm trọng bệnh vậy đó. Bệnh sắp chết rồi. Lâm trọng bệnh mà không có thuốc, có nghĩa là người này sắp mất rồi. Mà mình hiểu rộng ra là cái người này đang tạo những điều bất thiện như vậy thì tương lai của người này sao? Mịt mờ lắm, phải không? Mịt mờ lắm, đau khổ lắm. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang đợi họ. Thì quý vị có còn muốn giận nữa không? Cái người mà một thời gian nữa là xuống địa ngục, một thời gian nữa là làm một loài bàn xanh rồi, một thời gian nữa là xuống ngạ quỷ rồi, quý vị còn muốn giận nữa không? Một người mà đang lâm trọng bệnh, ngáp sắp đi rồi, quý vị còn muốn giận nữa không? Đó. Cái người nào mà thân khẩu ý không có dễ thương thì nhớ cái này nha. Ngài dạy như vậy đó. Rồi, hạng người thứ năm. Ngài nói là thân cũng dễ thương, khẩu cũng dễ thương, ý cũng dễ thương. Ngài nói cái hạng người này á, giống như mình đi gặp được cái hồ nước mát trong buổi trưa nắng vậy đó. Mình không uống thì mình sao? Thì mình lỗ thôi chứ sao.
phải không? Đang đi nước nắng chang chang mà có hồ nước mát mà uống được một cái có phải là hạnh phúc không? Thì cũng vậy đó. Mình ở gần cái người thân khẩu ý dễ thương mà mình thương không được nữa thì chắc là mình miễn nhiễm với thiện pháp luôn. Điều thiện mình nhiễm không nổi, toàn là nhiễm với ác pháp không. Tóm tắt lại có năm hạng người như vậy. Đã, bây giờ thầy nhắc lại nha, ráng thuộc năm hạng người. Rồi tùy duyên về nhà, hàng xóm, công ty, quý vị đi vào đời thế nào cũng gặp một trong năm hạng này à. Mà nhiều khi một ngày gặp năm hạng luôn. Có khi cả ngày gặp năm hạng luôn. Thì lấy bảo bối nha, lấy ra, lấy là dùng. Đó, Ngài Xá Lợi Phất dạy vậy đó. Ngài dạy trong kinh Tăng Chi chương 5 pháp phẩm hiềm hận, bài kinh trừ khử hiềm hận. Bây giờ thầy đưa ngón tay lên học học bài với thầy luôn nha, học bài. Nói năm dài rồi chứ thật ra cũng dễ nhớ lắm. Rồi, hạng người thứ nhất nè. Thân không dễ thương nhưng khẩu dễ thương. Hãy nhớ đến cái khẩu dễ thương. Hạng người thứ hai nè. Khẩu không dễ thương nhưng mà thân lại dễ thương. Được chưa? Hạng người thứ ba, thân khẩu không dễ thương mà được trong tâm còn chút dễ thương. Hạng người thứ tư, thân khẩu ý chết quớt luôn. Không có thương được chút nào hết. Thì hãy nghĩ đến phía trước mịt mù lắm, đang lâm trọng bệnh, sắp đi rồi, mà sắp đi xuống cõi xấu rồi, nghĩ như vậy mà thương. Hạng người thứ năm, thân khẩu ý đều dễ thương hết, thì lo mà hưởng đi. Ở cạnh cái người này là phước báu, phước phần của đời mình đó. Để cho mình mà giận cái người đó đó là thua rồi đó. Đó là năm, đụng chuyện quý vị lấy ra. Và khi mà thầy giảng đến năm cái này nè, cái người mà quý vị có duyên lành với Phật Pháp á, duyên lành với Phật Pháp mình gọi theo ngoài đời là có thiện duyên sâu dày á, nghe xong trời mừng như được vớ được một cái kho báu vậy đó. Nghe xong cái này mừng lắm. Nhất là quý vị sống trong cái môi trường mà quý vị thường gặp những cái người như thế này. Mà theo thầy nghĩ thì thế nào năm hạng người này có thể nó là nó tổng quan trong cuộc đời này luôn á. Mình á, quý vị nhớ vậy nè, khi mình giận á, mình mệt không? Giận mệt không? Bữa nào mà thầy lỡ giận quý vị á, tối hôm đó thầy ngủ không ngon. Bữa nào thầy giận tối thầy ngủ không ngon. Không tin lát nữa quý vị giận thầy coi tối nay ngủ ngon không? Nó giận thử coi, tối nay ngủ ngon không? Giận ngon à. Ví dụ như lát nữa quý vị giận thầy cái gì đúng không? Quý vị về vị ngủ không ngon. Còn thầy thì sao? Thầy thì lo thầy ngủ ngon. Lộ chứ. Trời ơi sao mình dại dữ vậy ta? Sao lâu nay tự nhiên mình giận người ta xong mình khổ người ta ngủ ngon. Thấy chưa? Uống thuốc độc. Khoa học chứng minh những người giận là những người có cơn điên ngắn. Điên mà điên ngắn khúc đó nha. Không có dại gì á. Cho nên á, bây giờ nghe xong cái này, cái bài này, ý Ngài muốn dạy cho mình ở chỗ này nè. Tìm cái dễ thương mà thương. Tìm cái dễ thương mà thương. Bây giờ nếu trong đời này quý vị muốn nói xấu ai, muốn nói xấu người khác, thì nói quý vị là mênh mông hết. Nói một đời không hết, phải không? Bây giờ muốn nói xấu người này, muốn nói xấu người kia, rất nhiều cái để quý vị nói xấu. Nói một đời luôn không hết. Rồi thầy nói tiếp, trong đời này có những người họ dễ thương lắm. Mình ca ngợi, mình tán thán, mình chia sẻ, mình hướng dẫn, mình khuyến khích những người khác để làm điều tốt, hoặc mình hướng dẫn họ gặp những người tốt, hoặc mình ca ngợi tán thán những người tốt. Mình nói một đời hết không? Không hết luôn. Điều thiện nhiều lắm. Vậy thì tại sao mình đặt câu hỏi lại, mình không có thông minh một chút? Cha mẹ mình sinh mình ra, tay không có bị xiềng, chân không có bị xích, đầu của mình thông minh như vậy. Vậy mà mình á, tay không bị xiềng, chân không bị xích, cái đầu của mình thông minh như vậy, dễ thương như vậy, mà mình trí tuệ của mình khung cửa sổ hai nhà cuối phố, tức là có nằm con khúc đó, nó không đi ra được đó. Không nên vậy nha. Thay vì mình nghĩ đến cái điều bất thiện á, thì nghĩ đến cái điều thiện, vừa nuôi dưỡng mình vừa nuôi dưỡng người đó. Mà Đức Phật dạy như vậy nè quý vị, khủng khiếp hay. Đó là Ngài nói là cái người mà đang giận quý vị á nha, ví dụ chị A này giận chị B nha, mà cái chị B này nè không có giận lại, vượt qua được cái cơn giận á, thì Phật nói là y sư cho cả hai. Nghe lại năm chữ giùm thầy nha. Chắc thầy nghĩ đây là lần đầu tiên quý vị nghe câu này đó. Y sư cho cả hai. Y là gì nè? Y là gì? Thầy thuốc. Sư là thầy, y sư là thầy thuốc cho cả hai. Chị A giận chị B, mà chị B không có giận á, là chị B vượt qua cơn giận và làm cái vị thầy chữa bệnh luôn cho cả hai người. Khủng khiếp không? Phật nói là nếu mà mình vượt qua được cơn giận là mình đạt được chiến thắng một
lần cho cả hai phía. Trời ơi, nghe câu này hạnh phúc chưa nha. Cho nên á, đụng chuyện trong đời này á, quý vị nhớ là không phải mình đụng chuyện mình gầm lên là mình mạnh đâu, không phải đâu. Không phải. Quý vị giải quyết mọi chuyện bằng sự điềm tĩnh, bằng sự kham nhẫn, đó mới là trí tuệ, đó mới là sức mạnh. Nhớ nha, nhớ nha. Đức Phật dạy trong cuộc đời này có 8 loại sức mạnh. Sức mạnh của con nít đó là gì? Là gì? Nó khóc. Sức mạnh của con nít là tiếng khóc. Sức mạnh của phụ nữ á là giận hờn. Sức mạnh của ăn trộm á là vũ khí. Ăn trộm có vũ khí hay lắm, móc sao cái ra rồi cái chiếc xe đó để cho 3 giây lấy được là nhanh lắm. Sức mạnh của ăn trộm là vũ khí. Sức mạnh của ông vua á là uy quyền. Và sức mạnh của kẻ ngu là ngang tàn. Một người nói ngang ba làng nói không lại. Cái người mà ngu rồi là quý vị đừng có cãi với người ngu, bởi vì chúng rất đông và nguy hiểm. Người ta nói vậy, tức là họ đã nghi là ngu rồi. Đức Phật nói là ngang tàn mà, cãi không lại đâu, thôi đừng có cãi nha. Sức mạnh của người đa văn á, học rộng nghe nhiều á, là sự thẩm sát, suy nghĩ một vấn đề gì rất là sâu. Sức mạnh của bậc trí tuệ á, bậc trí á, là sự cảm hóa. À, và sức mạnh của người tu là sự kham nhẫn, là sự nhẫn nhục. Đó, sự nhẫn nhục kham nhẫn là sức mạnh của người tu. Vậy thì quý vị thấy không, mạnh á, sức mạnh á, không phải mình giận cái mình chửi được người ta là sức mạnh đâu. Không phải mình giận, mình đánh, mình chửi, mình nói ra những cái điều mà làm cho người ta đau khổ là sức mạnh đâu. Mà sức mạnh là mình kiềm chế được, nhẫn nhục được, kham nhẫn được, điềm tĩnh được và giải quyết vấn đề trong cái điềm tĩnh đó mới là sức mạnh. Và có thể nói cái người mà hay giận là cái người yếu đuối về đời sống tinh thần đó. Đó. Lâu nay mình tưởng giận là ngon đúng không? Chết rồi, hôm nay nghe thầy nói câu này quế quá. Vừa nhột, nó vui, vừa nhột rồi vừa nhụt nữa. Đó. Lâu nay đụng cái con giận, con tưởng con giận là con ngon, không phải. Mình làm việc á, mình làm mọi chuyện, mình đối xử mọi chuyện bằng cái sự tĩnh lặng á, thì đó mới là bản lĩnh. Còn mình đúng chuyện mà mình giận hờn ra mình giải quyết á, là bản năng. Bây giờ Phật tử hỏi thầy, vậy thầy ơi, ông đó ông nói với con, chị đó nói với con một câu không thể nào con nhịn được thì sao? Phải không? Vậy thì sao? Dạ rồi thì mình cũng giải quyết, nhưng mà giải quyết trong sự điềm tĩnh, chứ không phải mình nói vậy xong người ta muốn nói gì nói. Mình sẽ giải quyết, nhưng mà giải quyết trong cái sự điềm tĩnh, trong cái trí tuệ của mình. Chứ không có, mình không có giận lên mình nói, mình giận lên mình hành xử. Mình giận lên mình hành xử như vậy chẳng khác nào mình sống trong bất thiện. Giận là tâm gì? Tâm sân. Tâm sân là tâm thiện hay tâm ác? Là tâm ác. Chưa gì là thấy mình lãnh đạn trước rồi, đúng không? Chưa biết người ta làm sao mà mình thấy mình lãnh đạn rồi. Nhiều khi mình nói là tôi với anh á, tôi nói cho anh biết, tôi sống để bụng, tôi chết tôi mang theo. Tôi với anh không đội trời chung. Lúc chưa học đạo tưởng nói câu đó ngon lắm. Bây giờ học đạo rồi, câu đó là cái gì? Là chính mình ôm gì? Ôm cục lửa. Chính mình ôm điều bất thiện hàng ngày. Không có dạy như vậy ha. Vậy thì làm sao mình thương được? Thì bây giờ hôm nay cái bài kinh này, Ngài Xá Lợi Phất nói cho mình 5 điều. Để ý đến cái dễ thương á. Đây là sự một sự cái gì đó, quý vị biết là kinh nghiệm và cũng là trí tuệ của Ngài. Mình nói theo đời như là cái mẹo. Mà cái này là thầy thực tập theo cái này nè quý vị. Thầy thấy đây là Phật tử á, thầy có duyên đi giảng rồi Phật tử tới chùa. Thì thầy thấy là giống như mỗi người mỗi cái duyên vậy đó. Có người thì có sở trường này, sở đoản kia. Có người họ rất là dễ thương ở mảng này, nhưng mà có vài mảng họ không có dễ thương, ví dụ vậy. Nếu mà giận quý vị á, thầy giận nguyên ngày luôn, thầy giận không hết nữa. Giận nguyên ngày giận không hết. Vậy thì cái khéo một chút, tìm cái dễ thương của cái vị đó. Hồi chiều hôm nay á, thầy đi dạy, ngày nay là thầy đi dạy nguyên ngày, dạy từ sáng. Bài này là bài giảng thứ 5 của thầy nè. Hình như sám hối lần trước thầy cũng giảng nguyên ngày đúng không? Ủa sao trùng hợp vậy ta? Cứ ngày thứ 5 là thầy giảng năm nguyên ngày, ngày thứ 4 thì cũng giảng nguyên ngày. Thì thầy giảng, ngày nay thầy giảng 4 bài, bài này bài thứ 5 nè. Thì chiều nay trên cái lúc mà thầy đi về á, đi về trên đường Phạm Văn Đồng này nè, thầy chạy ở đây. Thầy mới thấy cái một cái anh giống như là bị tâm thần á. Bị tâm thần rồi người ngợm nhơ nhớt, không có mang giày dép gì hết. Đi lang thang chạy dọc dọc ngoài đường đây nè. Nhưng thầy mới nghĩ đến cái bài giảng tối hôm nay. Thầy nói cái người đó đó, lỡ cái người đó họ tới họ chửi quý vị có giận họ không? Có giận không? Không. Sao mình không giận?
Đó, vì mình biết người này bị tâm thần. Thì mình biết là cái người này, cuộc sống của họ khổ lắm. Họ khổ như vậy thì mình có còn muốn giận không? Không muốn giận, thương không hết. Thương không hết chứ giận sao được. Thì quý vị hình dung á, những cái người nào trong đời này họ xấu quá, họ bất thiện quá. Trước nhất á, là họ đang nuôi những cái hờn hận đó, và kiếp sau của họ, hoặc vài chục năm sau, hoặc sắp tới họ phải trả một cái nghiệp gì đó. Mà khi họ trả, họ bị điên, bị khùng, bị tâm thần, bị đọa xuống những cõi sâu á. Mình nghĩ tới đó mình đâu có giận nổi đâu. Đó, quý vị quán xét như vậy đó. Và có nhiều lời ở chùa mình ở ngay mặt đường đây quý vị. Lâu lâu có những người họ vô họ xin cơm á, và mình thấy cái cảnh họ tội lắm, thiếu thốn đủ thứ hết. Rồi có người bị bệnh tật, rồi có người lại bị này bị kia, mà nhất là bị tâm thần á, bị điên á, là rồi xuống, coi như là xong một kiếp người. Ở phía trước chùa mình lâu lâu có một cái chị con gái, ở ngày nghỉ có 30 tuổi thôi, hay nằm cái góc bên tự thờ, bên tượng Phật bên đây nè. Mấy cô Phật tử chùa mình thấy như vậy thương á, mới đem cái nệm rồi ra cho gối rồi ra cho nằm. Không chịu, quăng đi, không chịu, nằm vòng vòng ngoài đó vậy đó. Rồi ban ngày đi vòng, ai cho gì ăn cái đó, ai cho gì ăn cái đó. Nghĩ mấy người đó mấy vị còn muốn giận không? Không có muốn giận đâu. Vui thôi, buồn thì thôi, sao vui, cái lên bàn Phật lấy cái trái cây cắn ăn. Ăn xong còn dư để lại trên đó. À, mình gặp mấy người khác là mình la rồi, ví dụ vậy ha. Nhưng mà nhìn thấy người đó không muốn la không? Hết muốn la. Từ đó quý vị nghĩ ra nha. Ai trong đời này khi họ tạo một cái ác nghiệp là chính cái ác nghiệp đó nó làm cho họ đau khổ rồi. Nghĩ tới đó mà thương. Rồi từ đó mình nghĩ ra, ờ chị này nè, chị nói chuyện dễ thương lắm. Tuy là hành động của chị không có dễ thương lắm, nhưng mà cái lời nói của chị dễ thương á. Thôi mình nghĩ đến cái đó mình thương chị. Rồi có người là cái lời nói của chị này, mình hay nói theo ông bà người xưa nói là gì, khẩu Phật tâm xà, đúng không? Hay là khẩu xà tâm Phật đó, khẩu xà tâm Phật, ví dụ vậy. Mình nói thôi, cái chị này là chị nói không có được dễ thương lắm, nhưng mà chỉ có những cái hành động dễ thương lắm. Nghĩ tới cái dễ thương đó. Cho nên khi mà thầy nói tới cái bài này á, cái Phật tử nào mà ham học pháp á, nắm cái này thuộc liền. Thầy nghĩ cái này đụng chuyện rất là nhiều trong cuộc sống. Mình giận ai đó là mình uống thuốc độc, mình mệt lắm, mình bất thiện, mình đau khổ. Rồi đến một ngày mà không ai muốn, đó là cái ngày mình phải đi, cái ngày mình phải bỏ lại tất cả mà đi. Rồi cái ngày đó, những cái lúc mà mình giận nè, mình buồn phiền nè, và mình làm những cái điều bất thiện đó, thì lúc đó có ai theo mình không? Không, ngoài những cái bất thiện đó theo mình, đúng không? Giận ai đi, chửi ai đi, xúc phạm ai đi, khi đụng chuyện rồi nó vậy đó. Thầy nhớ thời Đức Phật đó quý vị, có một cái vị anh thanh niên, anh bị cái bệnh cùi quý vị, và anh vào anh nghe pháp đó, thì anh được đắc được sơ quả, thì sau đó đó anh mới đi ra ngoài. Lúc mà anh đi ra ngoài đi về đó, thì có một vị chư thiên đế thích đó, mới hiện xuống mới nói với anh vậy thế này: anh ơi, tôi nói anh nè, bây giờ anh muốn bao nhiêu vàng, tôi cho anh bao nhiêu vàng. Anh muốn bao nhiêu tài sản, tôi cho anh bao nhiêu tài sản. Chỉ cần anh nói cho tôi một câu thôi, đó là không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng nữa. Trời, gặp mình là nghe là tôi nói mấy câu cũng được chứ. Miễn cho tôi vàng à. Nhiều khi cái niềm tin của mình đổi bằng vàng á. Thì cái vị này đắc sơ quả là niềm tin về Phật Pháp không bao giờ bị thay đổi á, bị lui sụp. Cái vị này mới nói là tôi có tài sản thất thánh tài rồi, tính giới tàm quý văn xã tuệ, và ông là ai mà ông lại kêu tôi nói cái điều không tin về Phật Pháp Tăng. Cái ông này ông mới nói thật, tôi là Đế Thích. Thì sau đó cái anh thanh niên bệnh cùi này á, anh mới đi một đoạn nữa thì anh mới bị một con bò cái hút chết. Thì quý vị thấy câu chuyện nó xảy ra ở đây nè, là anh bị con bò cái hút chết á, là vì tiền nghiệp anh với lại ba người thanh niên khác, là tổng cộng 4 người, dẫn một cô gái vào rừng xong rồi hãm hiếp chết cô gái này luôn. Và sau khi mà lúc mà hãm hiếp chết cô gái này á, thì cổ bất lực á, cổ mới chân giận lên, cổ kết cái án thù, cổ thốt ra một cái lời thề: tôi sẽ trả thù, mà bây giờ là tôi thua, tôi bất lực rồi, nhưng mà rồi tôi sẽ tìm cách tôi trả thù các anh. Sau đó chuyện rồi nó cũng qua, thời gian cũng qua rồi, ai cũng phải bỏ lại mà đi theo cái nghiệp của mình. Thì vào thời Đức Phật á,
anh thanh niên này chính là một trong bốn anh thanh niên là anh thanh niên bệnh cùi. Mà cô gái này á, cô trở thành một cái vị dạ xoa, một dạ xoa. Và cô tác động vô con bò này, hút chết anh thanh niên này. Vì một cái lời thề trong lúc sân giận, cô tìm cách cô trả thù. Và anh thanh niên này anh bị mắc cái bệnh cùi. Là cũng vì vậy nè quý vị. Là trong cái tiền nghiệp á, có một cái thất của một cái vị Phật độc giác. Ngài vị Phật độc giác là Ngài thanh tịnh. Cho nên người ta kính Ngài lắm. Người ta tới người ta nghe Pháp Ngài, học đạo nơi Ngài. Thì lúc mà đi qua là phải đi qua giống như một cái đám ruộng của các anh thanh niên này á. Thì anh thấy như vậy anh ghét, anh đố kỵ, anh khó chịu á. Đi qua đó mà đi ngang cái đám ruộng, đi ngang đất anh khó chịu. Mà quý vị biết có một lần anh giận lên, anh làm cái hành động này nè, là anh mới nhổ cái nước bọt á, nhổ vào mặt của cái vị thánh đó. Mà nhổ nước bọt vô mặt cái vị thánh nó nhiều kiếp đọa xuống cõi sáu, tới thời Đức Phật luôn. Bởi cái tâm sân của anh á, sau tới thời Đức Phật là mắc vào cái bệnh cùi, bởi cái sự xem thường một bậc thánh vì cơn giận. Rồi trong một cái câu chuyện khác, vào thời Đức Phật á, có một cái cô gái em của một cái vị thầy. Và cô là dòng dõi vua chúa. Khi mà Đức Phật với quý thầy về thì cô không có ra đảnh lễ. Hỏi ra mới biết cái quý vị mặt của cổ á, toàn là nổi mấy cái mục mũ không à. Nên cổ giống như ngại, mắc cỡ. Con gái mà ai không thích đẹp, mà cổ nhìn cái mục mũ cổ sợ, cổ giống như cổ tự ti á, mặc cảm. Rồi sau đó Đức Phật mới khuyến khích cổ, thì cổ giàu có lắm. Cổ mới lấy một số nữ trang của cổ, cổ mới cúng dường một cái tinh xá. À, sau đó cổ vượt qua cái bệnh nghiệp của cổ đó. Vì tiền nghiệp á, cổ nổi cái tâm sân. Vì cổ thấy á, cổ lúc đó là hoàng hậu. Thì ông vua có một cái người thiếp, và ông vua ông thương cái người thiếp này lắm. Cổ mới âm thầm, mới biết cổ làm cái gì không? Cổ đi tìm mấy cái người bị bệnh cùi á, cổ lấy mấy cái mài mà bị cùi ra, cổ xay nhuyễn ra, cổ tạt vô mặt cái cô gái đó, cái người thiếp đó. Và cái người đó lở loét ra. Sau này sau khi trả những cái ác nghiệp xong á, thì tới thời Phật là xấu vậy đó. Nói chung mấy câu chuyện này rất là nhiều. Thầy muốn nói với vị là làm cái gì á, khi sân giận lên là mình đang uống thuốc độc, là mình phải tự thương mình. Rồi đi trong cái cuộc đời này là ta đi với nghiệp của ta, chứ không phải là ta đi với lại mẹ của ta. Nhớ nha, không có đi với vợ của mình, không có đi với chồng của mình, con của mình, mẹ mình, cha mình, anh chị em của mình, không có đi. Ngay cả những cái người thân nhất cuộc đời này, đến lúc nào đó mình cũng phải bỏ lại mà đi. Thì đi với cái thiện cái ác. Mà trong cuộc sống đời thường này của mình đó, rất nhiều lần mình khởi cái tâm sân lên. Và với cái tâm sân đó, nhiều lúc mình nói những cái câu xúc phạm lắm. Mình nói một cái câu xúc phạm nào đó. Thời Phật có một cô gái tên là Ampapali á quý vị. Cô xúc phạm một vị thánh ni trong tiền kiếp á, mà xúc phạm một câu thôi. Cô thấy cái vị đó giống như là khạc cái tiếng đàm á. Cô xúc phạm mấy câu là đồ kỹ nữ, chỗ này mà cũng nhổ nước bọt được. Có một câu đó, mà câu đó trúng vô ngay cái vị thánh luôn. Rồi mịt mù thiên thu luôn. Bao nhiêu kiếp khổ, tới thời Đức Phật làm kỹ nữ. Cứ sanh ra, nhiều kiếp cứ sanh ra làm kỹ nữ. Nó cái nghiệp á, nó khiến cái nghiệp nó sinh ra thành cái nghề luôn. Sinh ra là làm kỹ nữ, sinh ra là làm kỹ nữ, sinh ra là làm kỹ nữ. Mình thấy quá khủng khiếp không? Cho nên đó là khi mà đụng chuyện gì đó, mình hãy nghĩ đến nếu mà mình làm cái này á, thì sao? Thì sao? Cái ác quả, ác báo nó như thế nào? Ai chịu? Ai chịu? Mình chịu. Cho nên, tôi giận anh, tôi giận chị nói không dễ thương tôi giận, anh nói không dễ thương tôi giận, ví dụ vậy. Cái giận đó trước nhất là mình khổ chứ. Rồi từ cái giận đó, mình lại nói ra những cái điều gì đó, xúc phạm này kia thì coi như là mình chịu hết. Mà thầy nói, lỡ mình xúc phạm chúng cái vị đó là vị đạo đức á nha. Đời này luôn, thường là đời này. Hôm nào quý vị có duyên, quý vị nghe thầy giảng lại cái bài, thầy có giảng rồi. 10 quả báo khi xúc phạm bậc thánh hoặc những bậc đạo đức. Thường là như vậy, đầu tiên ở kiếp này luôn. Quý vị đang tu tập an lạc lắm, quý vị thích tu, thích học, thích đi chùa, thích làm phước lắm. Khi mà mình xúc phạm những cái vị đạo đức á, thì điều đầu tiên là quý vị thấy nó lạ lắm, là tự nhiên lòng mình hết an lạc. Tự nhiên mình hết an lạc được. Sao lâu nay mình an lạc, sao gần đây trong lòng nó cứ bất an, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó mệt mỏi, nó làm sao không an được, mà không biết tại sao hết nha. Một thời gian sau, mình đi học Pháp hết muốn đi, đi chùa hết muốn đi, đi làm phước hết muốn đi. Nghĩa là cái gì tốt là hết muốn đi.
Nhưng mà ai rủ đi làm ác là thích đi lắm. Tự nhiên nó vậy đó. Có nghĩa là hết muốn đi làm phước nữa, hết muốn đi tu tập nữa, hết muốn nghe pháp nữa. Đầu tiên là không có an lạc trước, rồi sau đó là hết muốn tu. Rồi sau đó nữa là mình có được cái gì rồi đó, ví dụ mình tu được cái gì rồi tự nhiên nó mất hết. Và rồi nếu mà nặng nha, là mình sẽ bệnh. Đầu tiên là bệnh trước, và nặng nữa là bệnh ngay cái đời này luôn, là bị nặng đó, là bị tâm thần. Bị tâm thần. Cho nên đó, quý vị để ý là ai mà xúc phạm Tam Bảo, hoặc là ai mà xúc phạm những cái bậc đạo đức á, quý vị để ý một thời gian, nếu mà cái vị đó mà phước đức lớn là một, với cái sự xúc phạm nặng là một thời gian, quý vị nhìn cái đầu vị đó có vấn đề, không ai phạt hết á. Tự nhân quả của cái vị đó, nếu mà xúc phạm những cái vị đạo đức á, là nó vậy đó. Và rồi thường thì chết là sẽ vào đạ vào cái cõi xấu. Cái đó là những cái quả báo ngay hiện tại đó nha. Quý vị nghe lại thầy giảng cái bài những quả báo khi mà xúc phạm những bậc thánh, những bậc đạo đức đó. Cho nên mình thông minh chút nha. Chuyện chưa biết đó thì sao? Thôi im nha. Mà dù mình biết cái vị đó xấu đi chăng nữa thì sao? Hả? Thầy nhã thầy nói đó. Nếu mà xấu hết thì sao? Tương lai vị đó mịt mù. Vậy là cuối cùng nghe bài này xong là không còn ai để mình giận hết, đúng không? Trên lý thuyết là như vậy. Đụng chuyện hên xui. Trên lý thuyết là như vậy đó. Mà đụng chuyện thì sao? Đụng chuyện thì con quên thầy ơi. Bữa đó, trời, bữa con quên. Cô đó cô nói con câu đó, con chửi cô hồi xong con mới sực nhớ. Bữa thầy nói ngày Xá Lợi Phất vậy. Cô chửi mình nhưng mà thân cô còn tốt mà thầy. Mà con quên. Cái bữa đó gặp thân không tốt, khẩu không tốt, con sực lại trận rồi. Con đâu có hiền. Con chứng tỏ con đâu có thua đâu. Sau khi con sực lại xong, con mới sực nhớ là ngày Xá Lợi Phất dạy thân khẩu không dễ thương nhưng mà tâm còn dễ thương. Bữa đó con quên. Thôi quên mấy lần đi rồi cho biết không. Mà rồi quý vị cũng sẽ quên. Nhưng mà mỗi lần quên đó, làm ơn là Phước nhớ lại giùm thầy. Có thể mình sẽ quên 5, 10 lần, vài chục lần nữa. Nhưng mà giống như đây là câu, giống như cái bảo bối á, mình để dành. Ráng học thuộc nha. Cái này con khúc xíu à. Mình ráng học thuộc cái này. Đụng chuyện á, trong công ty. Trời, từ lúc vô làm xong cái cô đó, cô cứ xiên xỏ mình hoài, cô nói xấu với ông sếp á, hoài ạ. À. Cái đó là khẩu không dễ thương. Không biết thân cô có dễ thương không thì mình chưa biết. Mà nếu thân không dễ thương luôn, chắc người này hơi khó thương đó nha. Chắc ý của cô còn dễ thương. Bữa nào biết luôn ý cũng không có dễ thương luôn. Thôi cô này mịt mù. Satare, setara, phải không? Gần mấy cái người xấu quá, mình nhắm mình hóa độ không được thì thôi. Mọi cái có nhân quả giải quyết. Người con Phật vậy đó. Mình sống không có mấy mươi năm đâu. Đâu có mấy mươi năm. Ông bà ngày xưa nói thế này nè quý vị, 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Cái tuổi mà U50 rồi đó, thì mình còn tính được từng năm. 6 tháng, cái người mà U60 rồi á, tính từng tháng thôi. Hết tháng 3 này là lời tháng nha. Cái qua tháng 4, sống được hết tháng 4 lời tháng. Cái người mà U60 trở lên là phải tính tháng rồi. Còn U70 á, là tính bằng ngày. 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Ai mà U70 trở lên rồi, sống ngày nào ăn mừng ngày đó nha. U70 rồi là Diêm Vương alo bất ngờ lắm. Nên đó là mình thấy cái chuyện đời nó vô thường như vậy, mình đi theo ác nghiệp của mình không có dạy gì chứ. Hồi nãy thầy nói đó, nếu mà mình đạt được cái chiến thắng khi mà một người giận mình á, đọc lại cho thầy 5 chữ hồi nãy coi, còn nhớ không? Y sư cho cả hai. Y sư cho cả hai. Mình mà vượt thắng được cơn giận đó là làm thầy, vượt cho cả hai, giúp cho cả hai luôn, chiến thắng một lần cho cả hai phía. Rồi nhắc giùm thầy một ý nữa là không phải giận là sức mạnh đâu, mà chính cái sự điềm tĩnh, chính cái sự kham nhẫn mới là sức mạnh. Và người hay giận là người hay gì? Là người gì? Là nội tâm sao? Yếu đuối lắm. Đụng cái giận là yếu đuối đó. Đó. Rồi tự quê tự nhột luôn đi. Không, nghe bài này sao thầy nói sao thấy con nhột quá phải không? Mà thật ra ai cũng còn giận hết. Nhưng mà cái giận của mình á, nó nhẹ nhàng chút. Mà bây giờ thầy sẽ nói cho quý vị á, có ba cái cấp độ giận. Ba cấp độ giận. Giận thứ nhất là như vậy nè. Trong kinh á, Phật nói là giận thứ nhất là cái người mà giận ai đó như viết trên đá. Quý vị lấy chữ vậy, viết trên đá. Viết trên đá nè, bão, lũ, mưa, sa gì đó, nó có tan không? Có tan không? Lâu lắm nó mới tan. Phật nói à, cái người mà giận, mà ghim, mà gút, mà giữ trong người á, mà cứ ôm cái nỗi hận thù đó nha, là người giận viết trên đá. Có ai là hạng này không?
Có cái này là mệt, tội cho mình lắm, tội cho mình cũng tội cho ai chứ. Hàng người thứ hai Phật nói thế này nè, viết trên cát, bãi biển á, mình ra mình viết cái chữ trên đó, thì nó có đó, nhưng mà nếu mà nước biển nó chảy vô, nó tan, hoặc là gió nó thổi á, nó có thể tan. Thì cái hạng người này giận đó, nhưng mà sao, giận chút rồi, rồi thôi, rồi qua. Hạng người thứ ba, viết trên nước, viết trên nước á, mình viết trên nước với chữ A được không? Nó được không? Nó được đó mà nó mất liền. Tức là viết cái nó ra cái dòng chữ cái nó mất liền. Thì Phật nói cái hạng này là giống như những bậc thánh mà sơ quả nhị quả đó. Các ngài vẫn còn giận mà giận nhẹ một cái thôi. Thì ráng sao? Ít nhất mình cũng được cái vé là viết trên gì? À, viết ở đâu? Viết trên cát nha. Còn ở đây mà lỡ mà có viết ai trên đá rồi. Thôi nghe bài này, lát ra lễ Phật đi nha. Con kính lễ Đức Thế Tôn. Con không biết, con si mê, con khờ dại. Con tưởng con giận ai mới là ngon. Nhiều khi mình tưởng mình giận ai mới là ngon. Tôi giận anh đó, chết tôi cũng không nhìn mặt anh nữa. Mình tưởng giận vậy là ngon. Bây giờ con mới biết con ôm cái cơn giận đó là con tự uống thuốc độc, là bất thiện, là con ôm cái sân giận đó. Hôm nay con biết rồi. Cái sức mạnh của người tu, sức mạnh của đệ tử Phật là sự kham nhận, chứ không phải là sự giận hờn. Nên con xin sám hối với Đức Thế Tôn. Con lỡ con giận ông A giống như là viết trên đá vậy đó. Xin Phật chứng minh cho con. Lạy xuống xong rồi bỏ ông xuống luôn. Lạy xuống xong rồi bỏ ông xuống luôn. Chứ trước giờ mình giận ổng, lúc trước ổng có nói câu gì đó, mình giận ổng đến giờ. Thì hôm nay vô chùa sám hối á, bỏ ông xuống. Lát nữa đi về sao hôm nay chạy xe nó nhẹ vậy? Không có phải là không có ai ở sau xe, mà tại vì lòng mình nó nhẹ. Đó, quý vị coi có phải không? Lòng mình nhẹ rồi, mình ngủ giấc ngủ ngon lắm. Giận ai rồi, ăn có ngon không? Giận ai rồi, ăn có ngon không? Không có ngon đâu. Giận ai rồi, uống nước không có ngon. Ngủ không có ngon, nhìn cái gì cũng không có dễ thương hết. Hôm nay nghe Thầy dạy như vậy á, con biết rồi nha. Và Đức Phật dạy, coi như nãy giờ Thầy nói mấy bài kinh rồi đó. Ngài nói thế này nè, khi mình khởi lên cái ý niệm á, giận ai đó, Thầy nói ví dụ nha, Đức Phật nói trong kinh Phúng Tụng có 9 điều. Mình nghĩ vậy nè, ví dụ cái chị A này, Thầy giận chị A nha. Thầy nghĩ vậy nè, chị A đã hại tôi. Chị A đã hại tôi. Chị A đang hại tôi. Chị A sẽ hại tôi. Là bà. Chị A đã hại người thân của tôi. Hồi nãy là hại tôi, bây giờ hại người thân của tôi. Ví dụ như hại mẹ mình, hại cha mình, hại anh chị em của mình. Chị A đang hại người thân của tôi. Chị A sẽ hại người thân của tôi. Là mấy rồi? Là 6. Thứ ba nè, chị A đã làm lợi ích cho kẻ thù của tôi. Hồi nãy là người thân của tôi, bây giờ kẻ thù của tôi. Kẻ thù của tôi là chị lại đi làm lợi ích. Ví dụ như Thầy là Thầy giận cô B. Thầy là Thầy giận cái cô B này lắm. Mà cái chị A này nè, chị đi làm lợi ích cho cô B. Thế là gặp Thầy, Thầy giận luôn cái chị này luôn. Gọi là giận cá chém thớt luôn. Thầy hiểu không? Chị A đã làm lợi ích cho kẻ thù của tôi, đang làm lợi ích cho kẻ thù của tôi, sẽ làm lợi ích cho kẻ thù của tôi. Là mấy cái suy nghĩ rồi? 9. Quý vị nghe Phật nói một câu nè, trời ơi nó hay. Ai nhớ thì ráng nhớ câu này. Trời ơi nó hay mà quý vị đem vô trong đời, quý vị dùng luôn. Có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Câu này Thầy mới đăng Facebook hồi hôm qua. Đó, không biết có theo dõi Facebook của Thầy không? Cái câu mà Thầy đăng đó, câu này đó. Có lợi ích gì khi nghĩ như vậy? Phải không? Phải không? Nghĩ người đó vậy, cuối cùng có lợi ích gì không? Có lợi ích gì không? Lợi thì không thấy, phải không? Nhưng mà thấy hại. Ai hại ai trước? Hại mình trước. Bây giờ mình con Phật rồi, mình đừng mong nha. Đừng mong đời tốt với ta, chỉ mong lòng đủ bao la với đời. Đừng có mong người ta tốt với mình. Tại vì nếu mà quý vị cứ mong người ta tốt với mình á, khi người ta không tốt á, mình dễ buồn lắm, dễ giận lắm. Chỉ mong sao lòng mình bao la, mình thương được người khác thôi. Con Phật là như vậy đó. Đọc theo Thầy câu này nằm lòng nghe. Đừng mong đời tốt với ta, chỉ mong
lòng đủ bao la với đời. Ráng to to lên, lát nữa có chè ăn chứ sao đọc yếu quá nhỉ? Nghe không? Đừng mong đời tốt với ta, chỉ mong lòng đủ bao la với đời. 2, 3. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Dạ. Nhiều khi thầy để ý cái bài hát nào mà tình sầu đứt ruột á, mình nhanh thuộc lắm. Còn Phật pháp mình đọc hoài mình quên hoài rồi, phải không? Đọc trước quên sau, đọc trước quên sau, trừ người thiếu nợ mình ít quên rồi. Chứ thường Phật pháp mình hay quên lắm. Đó thì hôm nay thầy gửi đến quý vị bài pháp thoại, nội dung là ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất dạy cho mình 5 cách, 5 cái trường hợp. 1, lời nói không dễ thương nhưng thân dễ thương. 2, lời nói dễ thương nhưng thân không dễ thương. 3, lời nói và thân không dễ thương nhưng tâm dễ thương. 4, thân khẩu ý đều không dễ thương. Thì hãy nghĩ đến cái trọng bệnh của người đó. Và 5, là cái người mà thân khẩu ý đều dễ thương hết thì giống như một hồ nước mát vậy đó. Đụng cái trường hợp nào mình cũng đều lấy cái dễ thương của người đó. Cái mẹo là ở chỗ là gì? Cái mẹo là ở chỗ là hãy nghĩ đến cái dễ thương để quên cái bất thiện của người đó đi. Nói theo ông bà mình, giả gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giả gạo. Đó, câu này là ứng dụng ở đây nha. Giả gạo khỏi bồng em khỏi giả gạo, bồng em khỏi giả gạo khỏi bồng em. Tức là sao? Nghĩ đến cái dễ thương, đừng nghĩ đến cái không dễ thương. Đó, cứ nghĩ đến cái giả gạo rồi, thôi giả gạo rồi, tập trung vô cái này, khỏi bồng em, thôi chuyển qua bồng em khỏi giả gạo. Tức là nghĩ tới cái dễ thương để quên đi cái không dễ thương của họ. Đời người sống có bao nhiêu lâu đâu. Thầy hay quán chiếu như thế này nè quý vị. Thầy thấy mấy cái người mà đi buôn gánh bán bưng á, mấy cụ mà đặc biệt lớn lớn tuổi hoặc mấy người mà trung niên buôn, thầy thương lắm, thầy thương như mẹ thầy á. Tại vì thầy nghĩ hồi nhỏ mẹ thầy á khổ, và từ sáng sớm 3-4 giờ là phải làm kim chi nè, làm những cái loại bánh á. Mà đi thầy nhớ lúc đó là mẹ thầy đi bán ở đâu trong làng dân tộc của đó, chỉ sáng đi chiều về thôi. Đi bữa nào mà bán xong sớm thì về sớm một chút, rồi bữa nào mà bán lời nhiều một chút á thì mua mấy cái bánh cho thầy ăn, cái bánh dừa mà thầy hay kể đó. Rồi có những lúc thầy thấy mẹ thầy bán bánh mì, có những lúc thầy thấy mẹ thầy bán cái loại rau này rau kia vậy đó, thầy mới nghĩ đến cái đó. Sau này thầy thấy ai mà đi buôn bán cái đó thầy cứ nghĩ là như mẹ của thầy vậy đó. Cho nên không bao giờ mà thầy đi mua đồ mà thầy trả giá hết trơn, chỉ có cho thêm chứ không có trả giá. Có nhiều khi thầy biết người đó là bán mắc hơn chỗ khác đó, mà không phải thầy không biết người ta bán mắc đâu, nhưng mà vì thầy muốn mua để cho thầy giúp cái cô đó, thầy muốn mua để thầy giúp để cho có lời để về. Thầy thấy cái lúc đó mẹ thầy mà bán lời về á, thầy có tiền để mà thầy đi đóng tiền học, thầy có tiền mẹ thầy mua thêm cái gì đó, thầy có tiền để mà mẹ thầy mua được một bữa ăn ngon hơn hoặc cái bánh cho thầy. Những cái ấn tượng đó sau này á, thầy đem vào trong đời á, thầy thấy những cái người buổi sáng bán gói xôi, bán cái bánh, bán bó rau, thầy thương như mẹ thầy vậy đó. Thầy thấy mấy chú xe ôm á, mấy chú chạy ráp nè, mấy chú xe ôm chạy thầy thương như cha thầy á. Tại vì thầy nghĩ hồi nhỏ có những lúc ba thầy đi chạy xe ôm á, mà để có tiền để lo cho thầy, cho anh em của thầy, nhà thầy đông anh em, nhà nghèo xưa nghèo lắm. Thì bây giờ thầy thấy thầy không bao giờ đi xe mà thầy trả giá hết trơn, chỉ có cho thêm, nhiều khi cho thêm gấp đôi. Dạ, hoặc còn không thì mình có một ít tiền lẻ 10.000, 20.000 mình mời chú uống nước. Bữa nào mà ba thầy chạy xe ôm mà có khách đó về mừng lắm, mừng lắm. Quý vị đừng có so đo với người nghèo nha, đừng có so đo với người nghèo. Cho thêm thì cho, đừng có thấy người ta bán tối rồi, nếu mà mình không mua thì cũng ép giá, rồi người ta cũng bỏ hay như thế nào đó. Mình ép giá người ta bó rau đó để làm cái gì? Mình ép giá bó rau mình về mình tự hào, mình có duyên ăn nói, mình có duyên ép giá. Mình về mình ép giá người ta bó rau này phải mua 50.000 mà mình mua có 20 à. Tại vì mình biết mình mà không mua, chỗ này hết người mua rồi, bà cũng đem bó rau này về thôi. Ép bà bán, cuối cùng bà cũng bán. Yeah. Chứ bình thường là mua 50 lỗ 30 rồi thấy chưa. Đó. Mình tưởng vậy để làm cái gì? Thay vì mình mua 50 mình cho 70 nữa đi chứ. Mình cho là mình nghĩ là giúp cho con của cụ, cháu của cụ, ở nhà của cụ, chồng của cụ,
Đó, mình nghĩ đến cái tâm từ của mình đó, tâm từ đó bằng cách đó đó, tâm từ là mình sống bằng cái cách đó, đơn giản. Đừng có so đo với người nghèo nha. Cho nên quý vị biết không, thầy thấy được cái hồi nhỏ thầy sống trong cái hoàn cảnh khó khăn á, và sau này khi mà thầy tu tập này ổn định á, thầy thích cho đồ ăn lắm. Quý vị nào mà Phật tử của thầy nó biết rồi đó, ai mà ở đây mà thầy nấu ăn là thầy không cho nấu thiếu nha. Nấu dư đem về chứ không nấu thiếu, thầy không chịu nấu thiếu, thà nấu dư đem về, phải không? Phật tử bữa giờ biết tính thầy đó, ăn là phải dư. Dạ, thầy biết ăn chừng đó thôi, dư đem về, cứ nấu ăn cho Phật tử ăn đi. Cái gì chứ Phật tử vô chùa là thầy vẫn cứ vô, thầy kêu xuống ăn đi, ăn đi, ăn đi, có gì ăn nấy. Kể bữa nào chùa có đồ ngon ăn ngon, được có đồ dở ăn dở, mà quanh quanh đồ chùa thì cũng căn bản vậy thôi, chứ cũng không có gì mà quá sang trọng. Nhưng mà cái tấm lòng của thầy á, cứ vô chùa có gì đãi quý vị ăn, có gì ăn, có gì ăn hết, mỗi người một chút, vô người ăn mì, người ăn rau, người ăn cơm gì đó. Sau này về nhà cũng vậy, mình thương mấy cái người lớn tuổi đó như cha mẹ mình. Rồi quý vị thấy mấy cái em nhỏ á, nó làm cái gì đó giúp được nó thì giúp, như con mình vậy đó, con mình thương, mình giúp lắm. Tại sao mình không thương mấy em đó? Mình nghĩ tới cái đó mình mới có từ tâm được. Mà lỡ người đó có cái gì mà làm cho mình buồn phiền á, mình nghĩ đến cái đó để mình buông, mình tha thứ cho cái người đó nha. Trong cuộc sống là như vậy đó. Ráng làm, quý vị yên tâm đi, quý vị cứ sở lợi với người khác đi. Sở lợi dĩ nhiên là tốt á, điều thiện á, cuộc đời nó công bằng lắm nha. Sống sở lợi trời cởi ra cho, sống so đo trời co ro lại. Dạ, cứ sở lợi chút đi, rộng rãi chút đi, khoáng đạt chút đi, hào sảng chút đi. Trong mấy cái bài giảng bố thí đó, thầy có nói đâu đó vài lần, quý vị nên, tôi nghèo mà tôi xài tiền không có đếm. Tôi nghèo mà tôi xài tiền không có đếm. Có những lúc mình tới đó trong túi mình có 500 mà cái việc đó quá cần, móc 500 ra cũng móc xong hồi đi bộ về. Phải có vài lần như vậy đó. Có nghĩa là cái chuyện 500 nó bình thường đối với mình không có lớn, nhưng mà cái lúc hoàn cảnh nó rất là lớn với mình. Trong cái lúc đó mà cái việc đó cần thiết, vì nhớ nè, cúng dốc túi thì sẽ không có cái lúc mình phải bị dốc túi như vậy. Ai? Ngài A Nậu Lâu Đà. Ngài A Nậu Lâu Đà, tiền nghiệp Ngài A Nậu Lâu Đà có một kiếp Ngài nghèo lắm quý vị. Ngài nghèo lắm. Bữa đó Ngài gom hết cái tài sản của Ngài, Ngài cúng xong Ngài nguyện như nè, con cúng dường cho Ngài, con nguyện buổi cúng dường hôm nay cho con có cái phước, con đừng bao giờ lọt vô cái chuyện khó khăn như vậy nữa. Và khi mà Ngài thời Đức Phật á, Ngài A Nậu Lâu Đà là cái vị có thiên nhãn đệ nhất đó. Ngài đặc biệt nha, là Ngài cần cái gì là có, không có thiếu. Hay cái phước là khi mà Ngài cần làm gì có, không có thiếu. Còn mình cần cái điều ác thì nó có, mà cần cái điều thiện nó không có. Đó, là mình phải coi lại mình dao găm lựu đạn. Cho nên mình mới vậy đó, thiếu phước. Còn Ngài A Nậu Lâu Đà là Ngài cần điều thiện là Ngài có. Còn mình nó là cần điều thiện, nó thiếu phước. Thấy cái chuyện đó tốt, không có đủ duyên để làm. Thiếu này, thiếu nọ, thiếu đủ thứ cách hết. Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài cúng xong Ngài nguyện vậy đó. Con nguyện hôm nay con khó khăn quá, con để dành dụm, con dốc túi con cúng. Con cúng xong, con nguyện trong vòng luân hồi, con không lâm vào cái cảnh mà phải thiếu thốn như vậy nữa. Học nha, học sau này có đi cúng nguyện vậy đó. Mình canh cái vị đạo đức trí tuệ nào đó, cái việc xứng đáng nào đó, mình cúng với cái tâm đó. Hôm nay con lâm vào cái cảnh mà dốc túi như vậy, con cúng xong con nguyện để đừng phải lâm vào cái cảnh dốc túi như vậy nữa. Mình cúng cái thông minh vậy đó, mình nguyện cái lời nguyện của mình đó. Thầy có giảng trong cái bài lời phát nguyện. Thôi thì hôm nay thầy có vài lời gửi đến quý Phật tử, mong quý Phật tử học được 5 cái cách này để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, để mình được an lạc nhẹ nhàng. Xin cảm ơn quý Phật tử. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.